tháng sinh nhật cho người yêu đấy. Chiêu có gì cháu làm cái có cho làm cái có gì không đấy không ông cháu làm cái. Xin chào toàn thể anh chị quý vị các bạn nhà mình nhá, đã đến buổi livestream báo giá mỗi tối hàng ngày của cháu ô tô Đồng Ngoài Dương và em Thanh Tùng. Thì nay như thường lệ này em với khung giờ quen thuộc 8:03 mỗi tối nhá, em xin phép báo giá lên sóng tất cả những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương em này. Các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá, hoan hỉ vui vẻ, mọi người cho em xin 5-7 lượt chia sẻ để lan tỏa buổi livestream này hơn đến những anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm những dòng xe từ 4-7 chỗ đã qua dụng này thì đến Lộc Thanh Tùng, đến chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương nhá, để được tư vấn, được xem xe và chạy thử xe miễn phí ạ. Chào bác Hùng Mộc Lê, chào bác Hoàng Đức Hợp, chào Hùng Nguyễn, chào bác Trần Thị Thu Hằng. Chốt ok bác Hoàng Đức Hợp ơi. Đấy, xem nào, tham khảo những mẫu xe đang có tại bên em nhá. Cảm ơn bác Hoàng Đức Hợp rất nhiều này. Đấy anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu nhá, gọi điện trực tiếp cho em vào hai số hotline ở trên hình 0343 54099 và 0347 701 77 để em Tùng báo giá chi tiết sâu hơn về chất lượng xe cũng như là giá cả xe bên em nhá. Đây còn rất nhiều xe nữa, đây mình cùng tham khảo hôm nay. Đấy 7 chỗ về khá nhiều này. Innova này cũng về một vài mẫu mới nhá. Innova 2016 này, máy số keo chỉ sơn si bao zin luôn nhá. 255 triệu đồng. Đấy và hôm nay về thêm một con Innova đen nữa. Đấy. Về thêm một con Toyota Innova đen nhá, 206 nhá, 2.0 số sàn. 8 chỗ ngồi nhá, tên tư nhân. Máy số keo chỉ sơn si đại chất luôn, 245 triệu đồng nhá. Đấy, Kia Morning mới về này. 150 triệu đồng thôi. Kia SLX bản đổ đấy, tên tư nhân 34 Hải Dương đây. 150 triệu đồng còn bớt còn thương lượng. Bác cho Minh Tộ này. Cháu Tuấn Anh. Honda CRV thì bên em lại vừa bán rồi nhá. Bên em có một mẫu Honda CRV thì vừa bán hôm qua rồi bác ạ. Đấy bác mà đang quan tâm mẫu nào nhá, cứ để lại bình luận, để lại comment số điện thoại ở phần comment đi em Tùng. Mai kia về mẫu xe mới thì em sẽ liên hệ trực tiếp bác nhá. Cháu chào bác Trần Thị Thu Hằng ạ. Chào bác chuyên Bùi Quang. Đấy chào bác Tuấn Anh. Thì để bắt đầu buổi livestream báo giá hôm nay này, em xin báo giá những mẫu xe mà mới về trước cho anh chị mình cùng tham khảo cùng em Tùng nhá. Đấy thì hôm qua bên em có về một mẫu Toyota Innova đời 2006, đăng ký bánh 208 nhá, tên tư nhân nhá. Con này em Tùng đang bán với cửa tiền đến đại gia đình nhà mình là 255 triệu đồng. 2006 nhưng vẫn bao zin về máy số, keo chỉ cũng vẫn như là sơn xi nhà mình. Bản G xịn được trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Vô lăng túi khí đấy nhá. Vô lăng túi khí. 255 triệu đồng. Đấy nội thất bên trong cực đẹp luôn. Nội thất bên trong cực đẹp nhá. 255 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng, còn da độc sâu cho anh chị quý vị nhà mình đấy. Toyota Innova vua 7 chỗ 2006, 255 triệu đồng với gia đình mình. Đây em sẽ báo giá những mẫu xe mới về trước cho mình cùng tham khảo dùm em này. Tiếp tục là Toyota Innova nhá. Đấy biển tư nhân, đấy 4 số 1 chủ từ đầu nhá. Con này là 2006 hay đăng ký là bánh 207, 245 triệu đồng. 2.0 số sàn bản G xịn nhá. Đấy la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m, vô lăng túi khí nhá. 245 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn đại chất luôn. Một dòng 7 chỗ gia đình này, tiết kiệm liệu nhá. Đấy em Tùng xin báo giá những đầu xe mới trước cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo này. Đấy hôm nay bên em có về một chiếc Kia Morning đời 2011, động cơ 1.0 số sàn bản đồ SX nhập Hàn nhá. 105 triệu đồng. Con này thì mai em sẽ rửa giấy qua đi rồi sẽ lên sóng báo giá cho đại gia mình. Đó là những đầu xe mới về nhỉ. Các bác ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay này, hoan hỉ vui vẻ cho em xin 5-7 lượt chia sẻ để lan tỏa buổi livestream này hơn nhá. Cảm ơn anh chị quý vị xem rất là nhiều này. Cạnh mẫu Toyota Innova 2006 rồi này, báo giá tiếp tục anh chị quý vị mình nhá. Captiva máy dầu này, Captiva máy dầu 2009, 315 triệu đồng. Đấy tên tư nhân nhá, thấy không dịch vụ không taxi. Con này thì cũng khá nhiều option rồi này. Na răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m, xin nhan trên sườn xe, vô lăng túi khí, đề lổ sờ tao tốp, cam lùi cam hành trình nhá. Hỗ trợ khởi động ngang dốc này, hỗ trợ đổ đèo này, cảm biến cân bằng điện tử nhá. 315 triệu đồng cho mẫu Captiva máy dầu đây, gầm cao máy thoáng form dáng Mỹ ạ. Đấy báo giá những đầu xe mới trước cho anh chị mình cùng tham khảo. Vâng cháu Phạm Nga này, cháu Thư Vũ Thị này, cháu Su cháu Tùng Anh này, cháu Nhật Mình, cháu Hải Bùm, cháu Bắc Đức Lê Ba. Đấy
chào chuyên Bùi, chào đại gia đình mình ạ. À, chiều qua bên em có về một tiếp một mẫu Toyota Vios nhá, chưa số sàn anh ạ. Toyota Vios số sàn 2017. Đấy, động cơ 1.5 bản E, đấy tên tư nhân. Tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây, đất thang đất cảng nhá. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền gia đình nhà mình là 395 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si bao zin, gầm bệ chắc chắn không mục mọt nhá. Đấy, máy số keo chỉ thì còn chất còn zin này. Avel có không? Avel chiều mới bán được mẫu rồi. Còn một mẫu Avel nữa nhá. 1.5 số sàn bản E, tên tư nhân thời 2017. Vô lăng túi khí này, đấy tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng nhá. Em đang bán cái này với cửa tiền là 395 triệu đồng. Đấy. Đấy, tất cả đầu xe mới về này. Vai ốp trắng đẹp thế, ok bác Phạm Nga nhá. Bác mà thấy mẫu vai ốp trắng này đẹp này, nhắn tin trực tiếp cho em qua fanpage nhá. Em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết nhất của chiếc này này và rào giá một cách sát đất cho bác nhá. Cảm ơn bác rất là nhiều này. Đấy. Các bác nào đang quan tâm đến xe cộ này, chất lượng xe, giá cả hoặc là những thủ tục mua bán nào, ship xe ra như thế nào hoặc là hỗ trợ trả góp nhá, thì cứ bình luận nữa, hoặc là nhắn tin trực tiếp cho em qua fanpage này hoặc hai số hotline để trên màn hình để em Tùng tư vấn cho gia đình nhá. Ok, Avel còn nhá, còn Avel còn Na chết thi biển 98 nhá. Đây Avel đây, các bạn nào đang tham khảo mẫu Avel thì quan tâm cho em chiếc này nhá. Chevrolet Avel 2016 màu bạc. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền thì mình cùng tham khảo là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng nhá. Đấy, biển tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Cam nồi cam hành trình, màn hình Cova, điều hòa auto này, la sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS nhá. Đấy, Chevrolet Avel 2016 màu bạc. Xe này đầu em Tùng đang bán với cửa tiền là 215 triệu đồng thôi, còn bớt còn thương lượng còn giảm sâu. Cháu Hùng Tư Hùng này, cháu ô tô anh Tùng. Biển 8004 giá bao nhiêu nhỉ? 8004 là con gì đó nhỉ? 8004 là con gì đấy bác ơi? Đấy. 8004 em xem con gì nào. Con 8004 này, con Vios đúng không ạ? Chào bác Sơn Nguyễn đây. Đây con Vios này giá 395 triệu đồng nhá. 395 triệu đồng, bao rút hồ sơ, hỗ trợ trả góp. Đấy. Và ship xe miễn phí toàn quốc cho anh chị quý vị nhá. Đây Vios màu trắng 2017. Đây. Là răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS 4 bánh này, cam lùi cam hành trình màn Cova nhá. 395 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng còn ra độc sâu tại gia đình mình. Avel 216 báo giá rồi đúng nhỉ? Đây, vài bác lại hỏi La Chetty biển 98 nhá. La Chetty biển 98 thì bên em còn một chiếc nữa. Đời 2009 này, động cơ 1.5 số sàn. Đấy các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chỗ tôi mới Hải Dương này. Hoan hỉ vui vẻ cho em Tùng mỗi người xin 20 lượt chia sẻ đi. Để lan tỏa bức sóng livestream này hơn nhá. Cảm ơn chị quý vị rất là nhiều ạ. La Chetty biển 98 màu đen, đời 2009, đăng ký văn bánh năm 2010 nhá. Lổ giá đi, đấy lổ giá rồi bác ơi. Phạm Trách gom mãi mà không đủ tiền để muốn gặp cháu. Vâng, cảm ơn bác Phạm Trách rất là nhiều nhá. Bác chưa đủ tiền mua không được. Đấy, bác cứ ủng hộ Thanh Tùng, ủng hộ chỗ ô tô đồng Hải Dương bằng những lượt like này, đấy lượt chia sẻ nhá. Cảm ơn Phạm Trách rất nhiều này. Chúc bác Phạm Trách của buổi tối vui vẻ nhá. Qua bước sóng livestream này thì hãy tham khảo cho cháu những mẫu xe mà bác đang có nhu cầu nhá, bác Phạm Trách nhá. Đây là Chevy biển 98 này, tên tư nhân 98 Bắc Giang nhá. Sedan đầu phân khúc hạng B, đấy cam nùi cam hành trình, màn hình OLED cỡ lớn này, la sáng đúc, máy số keo chỉ thì còn đại chất nhá. Con này thì em đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 145 triệu đồng thôi. Đấy, 145 triệu đồng. Các bác nào mà đang muốn chọn cho mình một mẫu sedan đầu tập lái để tránh mưa tránh nắng này, gặp gỡ giao lưu bạn bè nhá, đưa con đi học và đón vợ đi chơi đây, tham khảo cho em chiếc La Chetty này ạ. Vâng, cảm ơn những lần này bác Thanh Lan rất là nhiều này. Vâng, chào bác Phạm Trách, chào Trần Hữu Hằng, chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. i10 à, i10 màu trắng à, đợi em xem con i10 màu trắng à ở đâu nhỉ. Đấy, như mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá, hoan hỉ vui vẻ cho em xin vài lượt chia sẻ đi anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào Trần Ngọc Sơn này. Đây nhá, i10 màu trắng thì bên em mới về mẫu này bác ơi. Có, sẽ có bốc thăm trúng xe nhá. Bốc thăm trúng xe thì không hứa, nhưng là bốc thăm giảm sâu thì sẽ có nhá. Đấy, bác Trần Ngọc Sơn nhá. i10 màu trắng 2014, 205 triệu đồng nhá, nhập Ấn này. Màu trắng, đấy, tên tư nhân biển 34 Hải Dương 4100 đây. 1.0 số sàn. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền 205 triệu đồng thôi. Còn bớt còn ra độc sâu, hỗ trợ trả góp nhá. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp. Một dòng xe 5 chỗ quốc dân này. Điện đóm này. Máy số rất lành, rất ít khi nào vặt nhá. Và dễ bảo trì bảo dưỡng. Nếu mà phụ tùng mà không may có hỏng thì luôn tuôn tìm được thay thế gia đình nhá.
205 triệu đồng. Hyundai Grand i10 2014 đăng ký bánh 2016 của gia đình mình ạ. Vâng, chào Mạch Trương, chào Trần Ngọc Sơn này. Đấy, chào đại đình mình đang xem buổi livestream mình nhé. La Chetti đời bao nhiêu vậy bạn? La Chetti thì bên em đang có 207 cũng có này, 209 cũng có, 212 cũng có nhá. Đấy, không biết là bác đang quan tâm đến đời tầm bao nhiêu nhỉ, để em tư vấn cho ạ. Vâng, chào bác Hà, Hóa Hà này, chào đại đình mình. Vâng, thì trước máy quay em đây nhá, xin giới thiệu anh chị quý vị mình này. Toyota Innova đời cao nhá. Đấy, xe này sản xuất năm 2015, đăng ký làm bánh năm 2017, tên tư nhân biển 15 Hải Phòng, thành phố Hải Phòng đó đây. Con này thì em đang giao bán đấy, cho nên mình mới cửa tiền là 400 triệu đồng. 400 triệu đồng nhá. Bản G, bản E xịn, được trang bị la giáng đúc, phanh điện chống bó cứng IMS, xin nhan trên gương, gương kính cụm xe điện, cam nồi, cam hành trình đầy đủ rồi. Nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều nhá. 400 triệu đồng tròn cho mẫu không? Toyota Innova vua 7 chỗ nhá. Đấy, nội thất rộng nhất phân khúc. Điều hòa của Nhật thì rất buốt, rất sâu thì không phải bàn. Đấy, ba vùng điều hòa độc này. Đấy. Cam lùi, cam hành trình, màn hình cova, nội thất đẹp rồi. Các bác nào đang có nhu cầu tìm một chiếc 7 chỗ gia đình tiết kiệm này, hoặc một chiếc xe 7 chỗ nhá, về đã đưa dịch vụ kiếm thêm thu nhập nhá. Tham khảo cho em chiếc Innova, chiếc máy quay nhá. 2015 ạ. Vâng, cho mẹ Mạnh Trường này, đời 2009 à. Đời 2009 bao nhiêu à? Chiếc đời 2009 vừa rồi em báo giá này. Con đấy là 145 triệu đồng nhá. 145 triệu đồng đấy ạ. Vâng, kỳ con Moa Linh à, biển 34 bao nhiêu? Con Moa Linh biển 34 à? Con Moa Linh biển 34 màu vàng đấy, con đấy đấy, em đang báo giá là 195 triệu đồng đấy nhá. 195 triệu đồng. Tên tư nhân, đấy, 34 Hải Dương này. Đấy, sản xuất 2016, động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Cam nồi, cam hành trình, màn hình cova, nội thất hai màu đen đỏ nhá. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất nhá. Kia Moa Linh 2016, 195 triệu đồng của gia đình mình ạ. Đấy thì em đã trả lời hết những bình luận dành mình rồi nhá. Các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay này, hoan hỉ vui vẻ cho em xin mấy lời chia sẻ đi, không mất tiền không mất bạc gì cả thưa mình ạ, mà để lan tỏa bước sóng livestream này hơn nhá. Để những anh chị quý vị nào đang có nhu cầu tìm đến dòng xe cũ nhá, thì đến với Thanh Tùng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương để được xem xe, được tư vấn chạy thử xe miễn phí, test xe thoải mái luôn nhá. Chắc Quang Thông Nguyễn này, chắc Trường Nguyễn, chào đại đình mình. Đấy thì mỗi tối là cứ 8:20 quen thuộc, em Tùng xin phép lên sóng báo giá nhá. Xin gia đình nhà mình từ 40 đến 45 phút thôi. Đấy, để báo giá những đầu xe. Bao nào quan tâm sâu nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy, em gửi những hình ảnh video chi tiết nhất của những dòng xe em đang có cho mình ạ. Vâng, thì chiếc máy quay em này, giới thiệu anh chị quý mình một đầu 5 chỗ gầm cao nhá. Xe đều có tên là Mitsubishi Outlander 2016, đăng ký con bánh năm 2018. Động cơ 2.0 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi, gầm cao thoáng SUV đây. Con này thì em đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 555 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp nhá. Có hỗ trợ trả góp không anh? Còn nếu mà con La Chetti biển 98 thì không hỗ trợ trả góp nhá. Bên em xe từ đời 2014 trở lên, với cửa tiền là 300 cơ thì bên em mới có hỗ trợ trả góp bác ạ. Rồi, Mitsubishi Outlander 2016 2.0 số tự động nhá. Nhập Nhật nguyên chiếc, 555 triệu đồng gửi gia đình mình. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin, bao test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Cạnh mẫu Mitsubishi Outlander 2016 rồi này, tiếp tục nhà mình cùng tham khảo dùm em này. La Chetti 207 140 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất nhá. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài, đến tháng 1 năm 2023. Đấy, 140 triệu đồng cho mẫu sedan hay đầu nhá. Các bác nào đã có nhu cầu cần một mẫu xe tập lái thì tham khảo cho chiếc này này. Đấy, còn rất là nhiều xe luôn nhá. Còn rất là nhiều xe để phục vụ anh chị quý vị mình ạ. Cạnh mẫu Daewoo La Chetti 2007 vừa rồi, tiếp tục báo giá hình này. Chevette Vivan số sàn 2.0. Đấy, sản xuất 2009, đăng ký 2011. 2.0 số sàn nhá. Với mức giá tham khảo của gia đình nhà mình là 165 triệu đồng thôi. 165 triệu đồng. Đấy, còn bớt, còn thương lượng, còn ra lọc sâu. Đấy, các nào nhanh tay này, đấy, chốt được xe trên khung giờ vàng 8:30 mỗi tối bên em nhá. Giảm giá ngay một đầu xe là 10 triệu đồng cho anh chị quý mình cùng tham khảo ạ. Vâng, chào Thế Mạnh này, chào bác Lâm Nguyễn Thành, chào bác Kệ Nó Đi, chào bác Thanh Ngoan, chào Hà Hóa, chào Trường Nguyễn, chào Nguyễn Đan, chào đại đình mình. 5 chỗ 7 chỗ này. Vâng, tiếp tục nhá. Xe đang đầu phân khúc hạng C nhá. Xe đang đầu phân khúc hạng C. Xe có tên là La Chetti CX 2010, đăng ký đăng bánh năm 2011,
động cơ 1.6 số động đấy, một dòng xe đến từ Hàn Quốc đây, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc 2010 nhá. Cam đồi cam hành trình, màn hình OLED này, xin nhan trên sườn xe, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS nhá. Đấy, đăng ký đăng kiểm rất là dài luôn, đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Đấy, con này đang bán với cửa tiền 255 triệu đồng, bao rút hồ sơ gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Vương vừa xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Vâng, chào bác Toàn Đinh này. Đấy, chào tất cả những bác nào mà hôm nay vừa vào xem buổi livestream. Hãy hoan hỉ vui vẻ cho em xin một đợt like, một lượt theo dõi kênh fanpage của Châu Ô Tô Đồng Mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video cũng như là những buổi báo giá trực tiếp bên em ạ. Avel 2016 báo giá rồi này, 215 triệu đồng nhá. Cành mẫu Avel 2016 rồi, tiếp tục báo giá anh chị quý vị yên bình. Đấy, Hyundai Accent 2009, động cơ 1.4 số sàn nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Con này thì em đang bán với mức giá mong muốn gia đình nhà mình là 165 triệu đồng thôi. Đấy, sedan 2 đầu nhập Hàn màu bạc nhá, 165 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng còn giao độc sâu. Cành mẫu Accent 2009 rồi này, tiếp tục báo giá anh chị quý vị nhá. Hyundai Accent, những chiếc này đời 2019, xe lướt nhá, đi 6 vạn 2. Đấy, động cơ 1.4 số sàn hộp số 6 cấp, tên tư nhân 98 Bắc Giang. Đăng ký đăng kiểm còn rất là dài này, đăng ký đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023 cơ. Cam đồi cam hành trình, đấy, máy số keo chỉ sơn si bao zin, bao test hãng cho chị quý vị nhà mình về chất lượng của con Accent 2019 này nhá. À, 2019, 395 triệu đồng, bao rút hồ sơ hỗ trợ giải quốc. Đấy, bao ship xe trên toàn quốc. Cạnh mẫu Accent 2019 rồi này, tiếp theo đây báo giá anh chị quý vị nhà mình nhá. Hyundai Santa Fe giá bằng modeling thôi, 315 triệu đồng. Hyundai Santa Fe 2007, 2 cầu điện, đấy, 2 cầu điện máy xăng 2.7, máy số keo chỉ sơn si bao zin, đấy, nhập Hàn nguyên chiếc nhá. 2007 nhưng vẫn em vẫn bao zin về máy số gia đình mình. Đấy, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, cặp đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn, 2 cầu điện, hỗ trợ khởi động ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo. Đấy, cảm biến cân bằng điện tử. Xin con cờ lui giá bao nhiêu à? Cờ lui bên em đang còn một chiếc đời 2011 nhưng chưa về, đang đi dọn nhá. Lao mà về thì em sẽ báo giá trực tiếp cho bác ạ. Vâng, chào Hoàng Thăng Long này, chào Trường Nguyễn Hưu này, chào Đình Tú, lại Đình Minh. Chào mới. 315 triệu đồng nhá. Hyundai Santa Fe 2007. Đấy. Đấy, đầu này thì em báo giá khá khá đầu xe này. Đấy, em ra đầu bên kia báo giá là mình về những đầu xe bên đang có nhá. Đấy, mỗi tối xin là mình từ 40 đến 45 phút thôi. Đấy, báo giá tất cả đầu xe đang có. Bác nào quan tâm sâu nhắn tin trực tiếp qua fanpage hoặc hai số line 0343 540 999 và 0347 701 777 để em Tùng tư vấn sâu ạ. Anh Công ơi, anh giờ anh về à? Không tưởng bảo về thì lấy xe mà. Xe rẻ quá, chất lượng cao. Vâng, cảm ơn bác ạ. Xe giá cả hợp lý thôi. Rẻ thì không rẻ nhưng giá cả hợp lý đấy bác nhá. Đấy, để hợp lý để phục vụ mọi người, cảm ơn bác rất là nhiều nhá. Vâng, tiếp theo đây, chiếc máy quay em xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình, một mẫu Hyundai Grand i10 sedan hai đầu. Đấy, đời 2016, đăng ký năm 2018. Động cơ 1.2 số sàn 4 máy nhá. Sedan Hyundai Grand i10 bản bay. Em bán con này với cửa tiền 258 triệu đồng thôi. 258 triệu đồng. 1.2 số sàn, tên tư nhân, biển 34 Hải Dương. Một chủ từ mới nhá, 258 triệu đồng. Hỗ trợ cho góp bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình về mẫu Hyundai Grand i10 này ạ. Đấy, còn góc này thì còn rất là nhiều xe luôn. Góc này thì còn rất là nhiều xe để báo giá đình này. Cành mẫu Hyundai Grand i10 sedan đầu vừa rồi, tiếp tục báo giá gia đình nhá. i10 hatchback một đầu nhá. Xe sản xuất 2014, đăng ký là bánh 2016. Động cơ 1.0 số sàn, tên tư nhân 30 thủ đô đây, 30 thủ đô Hà Nội đây. Bản đủ thì được trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính của gì đấy. Đăng ký đăng kiểm là khá là dài, đến tháng 9 năm 2023. 235 triệu đồng rồi nhá. 235 triệu đồng cho mẫu Hyundai Grand i10 bản đủ đấy ạ. Đấy, trong này còn rất nhiều xe luôn. Còn rất nhiều đầu xe để phục vụ đình nhá. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10 2014 rồi này. Kia Morning 2 11 số sàn 1.0. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 135 triệu đồng. Đấy, xe tập lái đủ đồ chơi rồi. Cam nồi cam hành trình, màn hình cova đấy. Cặp đèn pha bi cầu, la răng đúc phay đầy tăm. Đấy, máy số keo chỉ sơn si còn chất nhá. 135 triệu đồng thôi, giá bằng con SH. Đấy, tập lái đầy đủ đồ chơi rồi nhá. Vâng, chào bác nhà đất Hùng Cường này, chào Chi Vũ này.
chào bác Trường Nguyễn Hưu và chào bác Khúc Văn Công, chào đại hình mình. Cái mẫu Kia Morning 2011 được rồi. Tiếp tục để báo giá chị quý vị như mình này. Kia Morning 2016 số sàn 1.254 máy nhá. Con này hiện đang bán cho mình với cửa tiền là 197 triệu đồng thôi. Tên tư nhân biển 15 Hải Phòng đây. La răng đúc phay, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Cam lùi cam hành trình. Nội thất ghế ra thì sạch sẽ rồi nhá. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Kia Morning 2016 màu be 197 triệu đồng. Vâng, cháu Vĩ Huế, cháu Phạm Quyến này, cháu Khu Văn Công, cháu Trần Thị Thu Hằng, cháu đại đình mình ạ. Cành mẫu Kia Morning 2016 số sàn rồi này. Tiếp tục báo giá chị quý vị nhá. Gentex 2010 đăng ký năm bánh 212, 1.2 số tự động đăng ký 5 chỗ ngồi với lốp sơn màu đỏ đuôi đây. Con này đem đang báo giá cho gia đình nhà mình là 220 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ sơn xi đại chất, la răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên sườn xe đăng ký đăng kiểm thì còn dài đến tháng 3 năm 2023 này. Đấy, đèn pha bi cầu, đấy, cửa sổ trời 3 lô la ma nhá. Xây gương, xây kính, xây ghế đủ cả rồi nhá, 220 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng còn ra độc sâu cho đại gia đình nhà mình ạ. Vâng, xin chào toàn thể anh chị, quý các bác, những hàng thân thương trên ba miền tổ quốc của chợ ô tô Đồng Ngoại Dương. Đấy, và em là Thanh Tùng nhá. Đấy, và thì là 8 giờ 3 phút hàng ngày nhá. Em vẫn xin phép lên sóng báo giá cho mình về những đầu sản phẩm em đang có nhá. Nhà mình đang có nhu cầu tìm những mẫu xe nào này thì cứ bình luận, cứ comment. Đấy, hoan hỉ vui vẻ cho em xin mấy lượt chia sẻ đi. Để em Tùng báo giá cũng như là phục vụ anh chị mình nữa nhá. Tiếp tục đây báo giá dành mình một dòng Toyota Vios nhá. Toyota Vios 2009 bản EC. Trang bị la răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS. Con này thì đang giao bán với cửa tiền cho mình cùng tham khảo là 225 triệu đồng. Đấy, số sàn bản EC, phanh đĩa chống bó cứng ABS, nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều. Màn hình OLED thì cỡ lớn đấy nhá. 225 triệu đồng cho anh chị mình cùng tham khảo ạ. Đấy, rất còn rất nhiều đầu xe luôn. Còn rất nhiều đầu xe mình cùng tham khảo nhá. Vài Innova rồi này, i10 đúng không? Đây báo giá từ đầu này đi. Các bạn nào đang tìm một dòng xe số động nhỏ gọn tiết kiệm liệu nhá, tham khảo cho em này đi. Kia Morning 2010 đăng ký là bánh tại Việt Nam 2013, động cơ 1.0 máy eco này, rất là nhỏ gọn tiết kiệm liệu nhá. Con này đang giá bán cho mình với cửa tiền là 235 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Tên tư nhân 29 Hà Lợi Phố đây. Máy số keo chỉ sơn resin, bản SX, bản nhập hàng đổ phun kịch nhá, 235 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng còn ra lọc sâu cho anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Cành mẫu Kia Morning 2010 tiếp tục báo giá đại đình này. Kia Morning màu vàng 2016 số sàn, động cơ 1.25 bốn máy, tên tư nhân Hải Dương nhá, 195 triệu đồng. Vâng, cháu Đặng Phương này, cháu Cao Thông Đạt này, cháu Nguyễn Bạo này, chào toàn thể anh chị quý cô bác, những khách hàng thân thương trên ba miền của chợ ô tô Đồng Ngoại Dương. Ấy, những đợt tin, đợt xem, đợt like gia đình mình này là nguồn động lực bên em luôn luôn sẵn sàng phục vụ gia đình mình nhá. Cành mẫu Kia Morning 2016 tiếp tục báo giá như mình nhá, một sản phẩm chất lượng đến nhà Kia đây. Kia Seato 2017 động cơ 1.6 số tự động bản phun kịch, cửa sổ trời 3 lô la ma nhá, cặp đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn. Cái tên tư nhân 14 Quảng Ninh đây. Xe này được trang bị 4 mắt cảm biến đầu và đuôi này, la răng đúc phay, phanh đĩa chống bó cứng ABS 4 bánh, xin nhan trên gương, gương kính cụp sạc điện, sấy gương, sấy kính, sấy ghế, nhớ ghế hai vị trí nhá. Đấy, con này em đang bán với cửa tiền là 485 triệu đồng. Đấy, 485 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng còn ra được sâu, hỗ trợ trả góp, hỗ trợ ship xe này, bao rút hồ sơ cho chị với mình về mẫu không? Seato 2017 đấy ạ. Cạnh mẫu Kia Seato 2017 rồi này. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị nhà mình nhá. Hyundai Grand i10 2014, động cơ 1.0 số sàn. Đấy, 3 máy. Thì con này em đang báo giá dành mình với cửa tiền là 235 triệu đồng thôi. 235 triệu đồng bản đủ. Đấy, động cơ 1.0, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp sạc điện, nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều red buốt nhá. 230 triệu đồng, tên tư nhân chính chủ Hà Nội phố. Cành mẫu Hyundai Grand i10 bản đủ 2014 này. Tiếp tục báo giá anh chị quý mình nhá. Hyundai Grand i10 bản bay 2016 số sàn 1.0,
Con này thì em đang giao bán với cửa tiền cho anh chị quý vị gia đình nhà mình 240 triệu đồng thôi. 240 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si đại chất tên tư nhân nhá. 240 triệu đồng. Hyundai Gani 10 bản Bay 2016 màu trắng ạ. Tiếp tục là một mẫu xe màu trắng đến từ nhà Toyota nhá. Nhà mình chắc nhìn nó cũng biết rồi. Toyota Vios 2017 bản E. Số tự động 5 chỗ ngồi màu trắng mình mắng cũng mua đây. La răng đúc zin 4 bánh này. Phanh đĩa chống bó cứng ABS 4 bánh rồi. Xi nhan trên gương, gương kính cùng dây điện. Cặp đèn pha thì được độ lên công nghệ bi cầu mắt quỷ nó rất là đẹp này. Cam lùi, cam hành trình, màn hình OLED cỡ lớn phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị mình. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Zin cả xe, em Tùng đang bán với cửa tiền là 448 triệu đồng nhé, 448 triệu đồng cho mẫu Toyota Vios này ạ. Đấy thì góc này em báo hết xe này. Đấy, góc này là hết xe này. Nhà mình cùng tiếp tục tham khảo với em những mẫu xe bên đang có nhé. Nhà mình đang có nhu cầu tìm những dòng xe nào này, cứ bình luận đi. Đấy, bình luận đi, em Tùng tư vấn trực tiếp cho ạ. Vâng, cháu Thảo Nguyễn này, cháu Phạm Công Hải này, cháu Lê Hùng, cháu Kiên Tào, chào bác con. Duyệt Động Cơ, cháu Đặng Phượng, chào con. Thông Đạt, đấy, chào bác con. Văn Hiệp, đấy, chào đại gia đình mình. Tiếp theo đây nhá, xin báo giá anh chị quý vị mình. Toyota Innova 2008, đăng ký bánh 209, động cơ 2.0, số sàn bản gò xịn nhá. Tên tư nhân, con này thì em đang giao bán với cửa tiền cho đại gia đình mình 265 triệu đồng. Bao rút hồ sơ nhá, cho mẫu không? Toyota Innova 2008 ạ. Vâng, cháu Hoàng AK, cháu đại gia đình mình ạ. Nhà mình ơi, đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá, hoan hỉ vui vẻ cho em Tùng xin mấy lượt chia sẻ đi. Cảm ơn anh chị quý vị, đấy, quý các bác rất nhiều nhá. Tiếp tục đây 7 chỗ đây. 7 chỗ mà chỉ có hơn 100 triệu một xíu thôi, nhưng mình cùng tham khảo cùng em nhá. Mitsubishi Zoyli 2004, đăng ký bánh 206, 2.0, số sàn. Đấy, bản đổ em đang bán với cửa tiền gia đình mình cùng tham khảo là 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng. Đấy, bác nào mà mua ngày hôm nay nhá, để 120 thôi. Giá còn có thể bớt đấy. Vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng nhá, nội thất ghế da này. Cam nồi, cam hành trình đầy đủ rồi này. Đấy. Zoyli 2004 120 triệu đồng. Tiếp tục là Toyota Innova này. Toyota Innova 2011 2.0 bản G tên tư nhân. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 335 triệu đồng nhá. Bản G xịn được trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống vó cứng ABS. Vô lăng túi khí này. Đấy, một mẫu xe Innova 2011 nhá. Em Tùng đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo 325 triệu đồng ạ. Vâng, chào tất cả những bác đang xem buổi livestream hôm nay. Chào Duy Nguyễn này, chào Nguyễn Vinh, chào Hoàng AK. Chào đại gia đình mình nhá. Đấy thì góc trong này thì em báo giá hết rồi này. Đây em ra ngoài kia. Còn rất là đầu góc bên này thì rất là nhiều đầu xe lanh quanh hơn 100 triệu một xíu thôi. Để mình cùng tham khảo với những dòng tập lái nhá. Có i10 không em bác Bùi Lợi, i10 bên em rất là nhiều luôn nhá. Đây. i10 bản đổ 2014 màu bạc đây, 235 triệu đồng này. Bản Bay 2016 204 này. Đấy, bản hatchback một đầu bản đổ 2014 235 triệu đồng này. À, con này là bản Bay sedan hai đầu nhá. Đấy. 258 triệu đồng. Quay lại bản Bay 2000 bản Bay 240 triệu rồi. Có bán tải không? Bán tải thì bên em không có rồi. Bán tải thì bên em chưa có nhá. Đây. Màu trắng bản Bay đây 2016 nhá. Đấy, chỗ này thì là một anh nữa đang quay rồi thì em ra chỗ khác để em báo giá nhá. Đấy, các bác nào mà quan tâm sâu này đấy, cứ bình luận cứ để lại nhá. Bình luận cứ để đây đi, tí thì em sẽ quay lại để báo giá này, hoặc là gửi cho bác những cái video chi tiết nhất nhá. Đấy, bán tải chưa có rồi nhá. Bán tải thì chưa có bác ơi. Đây, để vào trong bóc này để báo giá mình những đầu xe tập lái mình đang có nhá. Lacetti 2012, động cơ 1.6 số sàn, 190 đồng thôi. Tên tư nhân 34 Hải Dương 410 lùn này. 1.6 số sàn nhá. Em Tùng đang giao bán với cửa tiền là 190 triệu đồng thôi nhá. 190 còn bớt còn thương lượng cho mẫu xe đang nào rất đẹp này. Đây, trong này thì rất là nhiều xe tập lái cho mình cùng tham khảo nhá. Kia Morning 2008 bản đổ bản SX nhá. Đấy, 146 triệu đồng. Tên tư nhân 34 Hải Dương 410 lùn này. Đấy, cam nồi, cam hành trình, màn hình cova, xi nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm này còn dài đến tháng 11 năm 2022 nhá. Kia Morning 2008 số sàn bản đủ 146 triệu đồng. Cạnh mẫu Kia Morning số sàn này báo giá cho mình nhá.
Kia Morning số tự động 2009, 190 triệu đồng thôi. 190 triệu đồng nhá. Đấy, 2009 số động. Trong này thì rất là nhiều đầu xe tập lái này, lên cánh hơn 100 triệu một tí thôi. Nhà mình cùng tham khảo này. Hyundai Grand i10 2008 1.0 4 máy nhá. Đại chất tập lái tránh mưa tránh nắng nhỏ gọn, 4 máy 1.0 vẫn rất là tiết kiệm nhiên liệu nhá. Đấy, 135 triệu đồng thôi nhá. 135 triệu đồng. Tên tư nhân, không dịch vụ taxi. Cạnh mẫu Gentra 2000 cạnh mẫu i10 2008 rồi này. Báo giá mình nhá. Gentra 2010 1.2 số động nhá. Đấy, bản đủ rất phù hợp những cái cô các bác làm vừa có bằng muốn bổ túc tay lái nhá. Thì tham khảo cho em mẫu này đi. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 11 năm 2022. Đấy. 235 triệu đồng. Số tự động 1.2. Đây, rất là nhiều đầu xe tập lái lanh quanh ở góc này là hơn 100 triệu, mình cùng tham khảo này. Cháu Bùi Thanh Hải này, cháu tạp hóa Ngọc Miền này. Kia Morning 2011 số sàn tên tư nhân. Đấy, đời 2011 em đang bán với cửa tiền là 120 triệu đồng thôi. 120 triệu đồng cho một Kia Morning màu vàng này ạ. Rồi, tiếp tục để tập lái là hai đầu nhá. Toyota Vios 206 số sàn 135 triệu đồng. Lồi đồng cuối đá phá không chịu hỏng của gia đình nhá. Đấy, tên tư nhân Hải Dương 410 lụt. 135 triệu đồng cho mẫu không? Cho mẫu Toyota Vios 2006 đấy ạ. Tiếp tục này, lanh quanh chỗ này chỉ tầm hơn 120 một tí thôi. 120 triệu đồng. Daewoo Maclot 2004 đăng ký bánh 206. Động cơ muộn, động cơ 2.4 số động nhá. Rất nhiều đồ chơi rồi. Phanh đĩa ABS, đấy, cam đùi, cam hành trình, đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương, nhớ ghế, nhớ kính này, cái gương kính chỉnh điện và ghế chỉnh điện nhá. Đấy, xe đang đầu phân khúc hạng đi, số động. Em bán với cửa tiền 120 triệu đồng. Đấy, chào đại xuống nhá. Chào lại Bình Minh. Đấy, góc này đang báo giá khá nhiều này. Đây, bác nào đang quan tâm tiếp tục nhá. Tiếp tục Hyundai Grand i10 này, tham khảo cho em này. Chỗ này thì hai mẫu nhá. Hyundai Grand i10 bản đủ 216 màu trắng và Hyundai Grand i10 bản đủ màu bạc 2014 này. Con biển 88 thì em đang bán với cửa tiền 260 triệu đồng. Còn con màu bạc 2014 bản đủ kia là 235 triệu đồng nhá. Đấy, các bạn nào đang quan tâm dòng Hyundai Grand i10 bản đủ này, 214, 216 này, tham khảo cho em hai chiếc này nhá. Màu bạc 214 235 triệu đồng và màu trắng 2016 260 triệu đồng. Còn bớt, còn thân lượng, còn da độc sâu ạ. Đấy, còn rất nhiều đầu xe luôn này. Tiếp tục này, số tự động nhá. Đấy, tiếp tục là số tự động đến từ nhà Kia. Kia mình tham khảo cho em hai mẫu này này. Kia Morning 2010 đăng ký là bánh 2011, động cơ 1.0 máy Eco bản SX bản đủ nhá. Máy số keo chỉ sơn xi zin. Em bán con này với cửa tiền là 235 triệu đồng thôi. 1.0 đấy, máy Eco số động. Là răng đúc hoa mai, phanh đĩa chống bọc cứng ABS, xi nhan trên gương, gương kính cục chạy điện, sấy gương, sấy kính, sấy ghế đuổi nhá. 235 triệu đồng này. Tiếp tục là số tự động nhá, đến từ nhà Kia đây. Kia Bride 1.4 số động. Đấy, động cơ DOHC. Đấy, dòng anh dòng chị của những chiếc Rio đang có trên thị trường hiện nay nhá. Những chiếc Rio này hoặc chiếc là Kia Seato này. Tham khảo cho em chiếc này nhá. 225 triệu đồng. Sedan này đầu số động 2008 nhá. Đấy, rất nhiều đầu xe luôn để phục vụ anh chị quý vị nhà mình ạ. Bác xem mấy cái con i10. Ok, i10 bên em rất là nhiều luôn này. Bên i10 bên em rất là nhiều luôn nhá. i10 2016 này, màu trắng này. Đấy, 265 triệu đồng nhá. Hyundai i10 1.2 màu đỏ không anh? Hyundai i10 1.2 màu đỏ thì bên chưa có nhá. Đấy, bác để lại số điện thoại đi, làm mà về đầu mẫu Hyundai Grand i10 là màu đỏ 1.2 thì em liên hệ trực tiếp bác nhá. Đây, bác là đang tham khảo i10 nhá. i10 2016 màu trắng này 260 triệu đồng. Và Hyundai Grand i10 màu bạc 2014 240 triệu đồng nhá. Đấy, đều là bản đủ full kịch. Đấy, góc này thì em đã báo giá tương đối rồi. Đấy, báo giá gần hết trên đầu xe bên đang có này. Đấy, mỗi tối thì cứ xin phép gia đình mình tầm 40-45 phút thôi. Đấy, để báo giá tất cả đầu xe bên đang có nhá. Còn bác nào quan tâm sâu sau buổi livestream này thì em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết cho mình về những đầu xe em có ạ. Tiếp tục này, Hyundai Grand i10 bản Bay 2016 màu trắng. Đấy, 240 triệu đồng. Đấy, là sáng đúc phanh đĩa chống bó cứng 2m nha, bản Bay 2016 2.4 này. Bản đủ 2014 1.0 số sàn, tên tư nhân chính chủ Hà Nội nhá. 230 triệu đồng. Đấy, tất cả đầu xe mà em đã báo giá rồi này.
nhà mình không biết là các bác là ưng được mẫu nào chưa nhỉ? Ưng được mẫu nào chưa thì cứ mạnh dạn bình luận đi, mạnh dạn comment đi em Tùng báo giá nào. Đấy, đấy báo giá vừa rồi khán cả tiếng rồi, khán cả tiếng rồi, nhà mình hãy ủng hộ cho em xin bằng 5-7 lượt chia sẻ, 5-7 lượt comment để lan tỏa buổi livestream ngày hôm nay hơn, để những bác nào đang bác Đinh Văn Chí con màu đỏ xe gì à? Đây con màu đỏ đây, Gentex 2010 động cơ 1.2 số động nhá. Đấy Gentex bản đủ 2009 1.2 số động này, cam lùi cam hành trình, la sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Ơi cửa sổ trời panorama nhá, nhập hàng nguyên chiếc 2010, em đang bán với cửa tiền là 220 triệu đồng thôi nhá. Đấy còn bớt còn thương lượng còn ra sâu, tên tư nhân 34 Hải Dương đây, trong mẫu Gentex 2010 đấy. Đấy rất là nhiều xe đúng không, rất là nhiều đầu xe được báo giá đấy. Đấy mỗi tối xin là mình vài chục phút nhá để báo giá đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đồng Hải Dương. Đấy các bác nhà mình đang quan tâm đến đầu xe nào này cứ mạnh dạn comment đi bình luận, em Tùng báo giá thật là sâu về đầu xe em đang có nhá. Có bán tải hay ngực, bán tải thì bên em tạm thời chưa có đầu nào vậy, bán tải thì tạm thời chưa có nhá. Đấy đấy rất là nhiều đầu xe rồi, rất là nhiều đầu xe được em báo giá nhá, cảm ơn anh chị mình rất là nhiều này. Đấy mỗi tối là chỉ xin ra thì mình thấy thôi 15, 20 phút, 30 phút thôi, 45 phút thôi để báo giá đầu xe đang có này. Đấy các bác mà đang quan tâm những đầu xe nào nhá, mạnh dạn bình luận comment đi, em Tùng tiếp tục báo giá nào. Đấy tối rồi mà vẫn sáng đèn này để phục vụ gia đình mình. Đấy thì hôm nay bên em có vẻ một số xe mới như Innova này, Toyota Vios 209 này. Đấy mai thì em sẽ cố gắng lên những video chi tiết và chân thực nhất cho anh chị quý mình cùng tham khảo về những đầu xem đang có nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, cảm ơn những bác đã xem hết buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào các bạn gia đình mình vào khung giờ 8:03 quen thuộc ngày mai nhá. Đấy chào gia đình mình ạ.